bộ Việt Lai, yêu bộ Việt Lai. Giúp được nhiều người và sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Bảo Việt là niềm tin, nơi đầu tư an toàn nhất, nơi lựa chọn thông minh sáng suốt nhất của khách hàng. Sự hạnh phúc khi có hợp đồng bảo hiểm của Bảo Việt, đó là một cái niềm hạnh phúc của chính cá nhân của chúng tôi. Theo tôi, hạnh phúc rất là đơn giản là khi tôi thấy nụ cười hạnh phúc của các thành viên trong gia đình, của đồng nghiệp và của quý khách hàng. Hạnh phúc là có tiền, có sức khỏe, có công việc. Tôi đang rất hạnh phúc khi là tư vấn tài chính tại Bảo Việt Nhân Thọ. Một ngày gần 10 tiếng làm việc tại cơ quan, với tôi hạnh phúc là khi đồng nghiệp luôn luôn đồng hành, hỗ trợ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau. Bảo Việt Nhân Thọ chính là ngôi nhà thứ hai của tôi. Khi tôi vào Bảo Việt Nhân Thọ thì gia đình nhà chồng tôi cũng như là chồng tôi phản đối cái công việc này của tôi ghê lắm. Thế nhưng mà sau khi thấy cái thu nhập của tôi cũng ổn định hơn, cao hơn và vẫn có thời gian để chăm sóc cho gia đình thì gia đình chồng cũng suy nghĩ lại. Đó, và tôi cũng thấy là trong cái công việc này tôi cũng đẹp hơn rất là nhiều nhờ cái môi trường và cuộc sống trong cái công việc này nó thuận lợi hơn. Đại dịch đã khiến biết bao nhiêu người mất việc, nhưng với Bảo Việt Nhân Thọ thì vẫn phát triển và tăng trưởng. Thật tự hào về Bảo Việt Nhân Thọ. Năm 2020, Tuấn đã cùng với 680 anh chị em tư vấn viên của Ban Kinh doanh Đại Lộc triển khai sản phẩm và đưa sản phẩm hữu ích đến cho người dân Việt Nam. Tôi thật hài lòng và thật tự hào với nghề của mình. Hạnh phúc nhất đối với tôi là tôi giúp được cho nhiều đồng nghiệp của tôi thành công, gia đình tôi có cuộc sống sung túc và giúp bảo vệ được nhiều gia đình.